mình thật là cảm thấy là rất là ấm áp, như là mình được sưởi ấm lại sau một cái thời gian ở nhà và không được gặp nhiều đồng đội của mình. Hôm nay thì được đặt chân đến Huế cùng đồng đội, cùng anh em, cùng gia đình, đặc biệt là cùng với công ty Amway, thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy là rất là biết ơn đến công ty của mình, rất là vui, rất là ấm cúng. Chương trình rất là tuyệt vời, ấn tượng kìa, Amway. Sau chuyến đi gia đình số 1, tôi cảm thấy là rất là tuyệt vời, Amway buôn bán tốt đẹp. Số 1 là Amway Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn Amway và Amway là số 1. Đã nấu những bữa cơm mỗi ngày. Cảm ơn anh vì ở ngoài kia sóng gió nhưng mà anh vẫn chưa bao giờ than vãn. Cảm ơn người bạn đời vì đã luôn ở đây trong những chuyến đi rất đẹp và trong cả những ngày và gia đình mình cạn kiệt. Cảm ơn con vì trường học đôi khi chán lắm nhưng mà vẫn rất cố gắng vì ba mẹ muốn con ở đó. Cảm ơn tất cả chúng ta, cảm ơn ba mẹ một đời hy sinh. Cảm ơn những đứa trẻ đã lúc nào cũng nghịch phá và mang lại thật nhiều những nụ cười cho gia đình mình. Những lời cảm ơn chúng ta chưa nói ra bao giờ hết. Thì hôm nay mình không cần nói cảm ơn. Mình chỉ cần quay lại chỗ của gia đình mình thật là gần lại một chút thôi. Mình đứng xích lại gia đình mình một chút được không ạ? Mình từ từ mở mắt ra. Và hãy ôm lấy người mà dành cho mình cả cuộc đời. Không toan tính, không mưu cầu, không đổi chác gì hết. Chỉ mong mình được vui thôi. Mình chưa có xin lỗi, mình cũng chưa có cảm ơn gì trong cả cuộc đời này một cách thật lòng. Mình có nhiều người còn chưa bao giờ dám nói là con thương ba rất nhiều, con thương mẹ nhiều lắm. Chúng ta sẽ ôm nhau thật chặt á. Cảm ơn đến tất cả các ba, các má,
Các anh chị cảm ơn những người vợ, cảm ơn những người chồng, cảm ơn những người con đã hy sinh, lặng lẽ hy sinh, âm thầm hy sinh, luôn luôn ủng hộ và là động lực để cho tất cả những nhà phân phối, để cho tất cả những lãnh đạo nhà phân phối chúng tôi có thêm niềm tin, có thêm sức mạnh để vượt qua bao nhiêu thách thức của thị trường.